Thưa quý vị, theo thông tin từ cơ quan khí tượng thì từ ngày 23 đến 25 tháng 4, tia cực tím tại thành phố Hồ Chí Minh đều ở mức cao nhất là 12. Các chuyên gia da liễu cho biết đây là mức có thể gây ung thư da và đồng thời làm tăng nguy cơ khởi phát hoặc là làm nặng thêm các bệnh lý như là lupus ban đỏ hay là viêm da cơ địa. Các chuyên gia cho biết ảnh hưởng của việc tiếp xúc với tia UV là tích lũy cộng dồn suốt đời người. Dù bất kể tuổi tác hay loại da nào, nếu tiếp xúc với tia UV thì có nguy cơ phát triển ung thư da. Hầu hết các trường hợp u hắc tố ác tính, dạng ung thư da nguy hiểm nhất có thể do tiếp xúc với tia UV. Để bảo vệ da khi tiếp xúc với ánh nắng cường độ mạnh, người dân nên kết hợp với một số biện pháp hỗ trợ chống nắng như mặc trang phục chống nắng, đội mũ, đeo kính và bôi kem chống nắng với chỉ số SPF là 30+ trước khi ra nắng 30 phút. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần biết cách bảo vệ đầy đủ cả mắt và da khi hoạt động dưới ánh nắng. Nếu ở ngoài trời từ 15 phút trở lên, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 11 đến 15 giờ hàng ngày, đây là khoảng thời gian có cường độ bức xạ tử ngoại cao nhất.